Em xin chào cô giáo và các bạn. Sau khi học bài về chủ đề năng lượng, em cảm thấy hiểu biết rất nhiều điều. Đầu tiên chúng ta cần phải biết năng lượng hóa thạch là gì. Năng lượng hóa thạch là một nguồn năng lượng được tạo ra từ các nguyên tài nguyên hóa thạch như than đá, dầu mỏ, khí tự nhiên được hình thành nhờ sự phân hủy xác động thực vật qua hàng triệu năm. Với ưu điểm dễ khai thác, dễ chế biến, dễ trao đổi mua bán, dễ vận chuyển, có thể phát triển quy mô công nghiệp lớn nhưng sâu trong nó là một nhược điểm vô cùng nguy hiểm nó làm hủy hoại toàn bộ thảm thực vật gây sói mòn đất ô nhiễm môi trường mất nơi cư trú của nhiều loài sinh vật đặc biệt việc sử dụng nguồn năng lượng hóa thành sẽ làm ảnh hưởng đến sức khỏe của con người vậy chúng ta phải thay thế bằng năng lượng khác và năng lượng tái tạo là một sự lựa chọn tuyệt vời vậy năng lượng tái tạo là gì năng lượng tái tạo hay còn gọi là năng lượng sạch được tạo ra từ các nguồn thiên nhiên hoặc các quy trình tự nhiên nào đó được hình thành liên tục chẳng hạn như ánh sáng mặt trời gió thổi luôn xuất hiện từng ngày đúng như tên gọi nhìn vào thực tế đã cho chúng ta thấy năng lượng sạch thân thiện với môi trường tăng cường sức khỏe của cộng đồng nó sẽ không bao giờ cạn kiệt ngoài ra rác cũng có thể được sử dụng trong công nghệ tái tạo công nghệ tái tạo yêu cầu thì ít chi phí bảo trì hơn và giảm bất ổn về giá bên cạnh đó nó còn một số nhược điểm như không khả dụng suốt ngày đêm hiệu quả còn thấp và cần nhiều không gian dù nhược điểm là đó nhưng chúng ta vẫn không thể phủ nhận được sự tuyệt vời của năng lượng tái tạo bởi nó quá thân thiện với môi trường và có một ý nghĩa tầm quan trọng vô cùng to lớn bài chia sẻ của em đến đây là hết cảm ơn cô và các bạn đã lắng nghe